Xin chào, lâu có rồi thì K-pop bomb mới lại xuất hiện giữa rừng drama bomb. Không biết là có ai còn nhớ đến chuyên mục từ điển fangirl không nữa. Tập 4 ngày hôm nay thì bomb sẽ nâng cấp độ khó lên rất nhiều so với 3 tập trước. Như đã ghi trong tiêu đề thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thuật ngữ do idol của các fan Hàn hay dùng. Cho nên nếu như ai không biết tiếng Hàn cơ bản thì có vẻ là sẽ hơi khó, nhưng bomb sẽ cố gắng giải thích thật dễ hiểu nhất có thể. Nên các bạn hãy chuẩn bị tinh thần lấy giấy bút ra để ghi chép, kiểu bomb bẻ lái là không theo kịp đó nha. Hãy để bomb giúp bạn nhập môn doujai không lối thoát này nào. Let's go. Đầu tiên, thọc hu là danh từ để chỉ người yêu thích một cái gì đó nồng nhiệt. Từ thọc hu bắt nguồn từ otaku của Nhật. Otaku là một thuật ngữ dùng để ám chỉ những người quá say mê anime, manga hay là game v.v. tới mức cuồng nhiệt. Người Hàn mượn từ otaku đó phiên âm thành otaku và sau này rút ngắn thành thọc hu. Có nhiều thọc hu theo nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như người nghiện sô-cô-la thì sẽ là chocolate thọc hu, người nghiện truyện tranh thì sẽ là manhwa thọc hu, người nghiện Marvel thì sẽ là Marvel thọc hu, và người nghiện jelly thì sẽ là jelly thọc hu. Những người nghiện idol như chúng ta thì sẽ được gọi là idol thọc khu. Ngày nay thì chỉ cần nói đến thọc khu mà không có từ nào ở đằng trước thì người Hàn tự hiểu đó là chỉ các fan girl. Từ điển fan girl của chúng ta nếu dịch sang tiếng Hàn thì sẽ là thọc khu xà trần, từ điển thọc khu đấy. Thọc chi. Nếu như thọc khu là danh từ chỉ fan girl thì thọc chi chính là danh từ để chỉ việc do idol. Thọc chi라는 덕미 씨의 모습, 그 아주 열정적인 모습에 좋아하게 됐습니다. 봐봐, 내가 말했잖아. 난 덕질해서 연애를 못한 게 아니라니까. 마음만 먹으면. 입덕, 휴덕, 탈덕. 입덕, 입덕 với 덕후. Chỉ việc bạn bắt đầu thích idol nào đó, thích nhóm nào đó, việc gì đó hay nói đơn giản là gia nhập fandom. 입덕 영상 thường là những video khiến bạn đổ idol lập tức và vào fandom luôn và ngay. 5가지. 아이고, 고등어 조림. 계란말이. Hưu tóc là hưu trong nghỉ ngơi, cộng với tọc hô, chỉ việc bạn tạm thời ngưng đu idol một thời gian để tập trung vào làm thứ gì khác, như là ôn thi nè, du học nè, để xin việc nè. Thai trong thoát, cộng với tọc hô, chính là thai tóc, chỉ việc bạn rời khỏi fandom, không bao giờ đu idol đó nữa. Ví dụ điển hình cho thai tóc chính là những anti-fan của idol A, thường làm A thai tóc nôn mùn, luận văn rời fandom để moi móc các điểm xấu của A, mục đích chỉ để khiến cho các fan rời khỏi fandom. Song tóc. Song công trong thành công và tóc khu kết hợp lại thì sẽ thành song tóc. Chỉ những thọc khu thành công trong lĩnh vực yêu thích của họ. Ví dụ như là bạn nghiện trà sữa từ bé và bây giờ bạn là chủ của tiệm trà sữa thì bạn là song tóc. Nhưng ngày nay với việc gặp được idol khó như lên trời thì chỉ mỗi việc được gặp idol thôi đã được coi là song tóc rồi. Thọc mê. Trước video này thì chắc hẳn là các wannabe đã xem qua rồi phải không nào? Đây chính là ví dụ dễ hiểu nhất của thọc mê. Thọc mê chính là từ rút gọn của thọc chê mate, chỉ những anh chị em cùng cắt ngoan thề để đu idol với bạn. Được tạo ra bởi soulmate, những người đi đu idol một mình như mình thì có thọc mê chính là niềm hạnh phúc nhất. Nhưng mà rất tiếc thì mình vẫn chưa tìm được thọc mê của cuộc đời mình. Mong là các bạn cũng sẽ tìm được thọc mê của các bạn. 인생에서 꼭 만나야 할 사람은 soulmate가 아니야, 덕질메이트지. Song chi xuân lệ. Trong từ điển thì song chi xuân lệ nghĩa là chuyến hành hương đến vùng đất thánh. Khoan khoan, đó chỉ là trong từ điển người thường thôi, còn trong từ điển fangirl thì đây. Song chi xuân lệ như một từ lóng để chỉ việc bạn đến check in vùng đất thánh nơi idol của bạn đã ghé qua để có chip moment đấy mà. Em cứ tốt chứ. Muggle. Tiếp theo, ai đã xem qua Harry Potter thì sẽ biết đến Muggle chỉ những người thường, không có khả năng làm phép thuật. Trong từ điển các fangirl thì Muggle có nghĩa là những người thường không thích idol, không thích K-pop. Rộng ra, Muggle King thì chỉ những idol, những thành viên có thể khiến cho người bình thường. Sau khi xem 입덕 영상, liền gia nhập fandom ngay lập tức, hoặc Muggle King cũng chỉ những thành viên nổi tiếng, kể cả Muggle không thích K-pop cũng đều biết đến thành viên đó. 네. 일코.
Việc yêu thích idol và là một fan girl K-pop đến nay đã cởi mở hơn, nhưng vẫn đang gây định kiến cho mọi người xung quanh, khiến cho chúng ta thường giả vờ làm mogul. Từ để chú thích cho việc làm đó chính là ilko. 예쁜 남자는 좀 별로거든요. 개 싫어. Ilko là từ rút ngắn của 일반인 cosplay. Cosplay đóng giả người bình thường. Khi bạn đã quá mệt mỏi để giả vờ rồi thì bạn sẽ talking out. Talking out là từ kết hợp của talk cool cũng với coming out, chỉ việc bạn tiết lộ chuyện mình là talk cool cho ai đó biết. Ngoài những từ ngữ cơ bản Bom đã kể trên thì còn một vài câu thành ngữ nổi tiếng của giới talk cool, đó chính là 효도는 있어도 탈덕은 없다. Chị chỉ tạm nghỉ chút thôi chứ không bao giờ rời khỏi fandom đâu nhé. 어떡 행덕. 어차피 덕질할 거 행복하게 덕질하자. Đã lỡ đu idol rồi thì nên đu trong vui vẻ và hạnh phúc. Ý muốn nói rằng bạn không cần phải dè chừng nhìn trước ngó sau hay là phải yêu cô làm gì, mà hãy thỏa thích thọc mình ao và vui vẻ với việc làm đó. 덕해 1. 덕후는 개를 못한다. Phận fan girl thì không thể chiều cao. Chỉ việc gặp được idol là một điều rất khó khăn với fan girl, đừng nên mơ tới. 예지 앞사. 예전도, 지금도, 앞으로도 사랑한다. Trước kia đã thế, bây giờ cũng vậy, sau này vẫn luôn. Mãi yêu. Vậy là tỷ lệ fan girl tập 4 hoặc cũng có thể là tập cuối cùng đã kết thúc rồi. Nếu như các bạn còn muốn chúng mình làm thêm nhiều tập như vậy nữa thì hãy để lại comment ở dưới. Bom sẽ cân nhắc và mang đến những video có nội dung mới thú vị hơn nữa. Đừng quên subscribe để đón chờ nha. Annyeong.